sở sản mừng lễ lớn hội yến Diêu Trì Cung 2019 rằm còn 2-3 bữa nữa. Chuẩn bị đại lễ nha các bạn. Chuẩn bị lễ rồi các bạn ơi. Mày cứ lên chỗ này không à? Chùi xong rồi các bạn, chùi xong rồi đem ra phơi nắng nè, mới không? Đông các bạn. Bánh mì, đồ ăn. Gì đó? Mì chay. Bánh mì nữa các bạn ơi. Mì đây làm luôn hả cô? Đây mình làm luôn. Ai đói cái lợi ăn hả? Ai đói lợi ăn. Bánh mì. Chuẩn bị